Xin chào quý vị, hôm nay các bạn thấy gì đây không? Đây là một chiếc thảm tập yoga. Tại vì nó có chữ yoga ở đây. Và thực ra đây là cuốn sách yoga sẽ các bạn có thể luyện được 69 tư thế Kama Sutra khác nhau. Không phải phần này. Và đây là mình có chiếc yoga book của Lenovo. Một chiếc máy tính vô cùng độc đáo với một cái... Rồi không nói nữa, đi vào vấn đề chính nữa đi. Thực tế ra hôm nay mình mượn được đó chính là sản phẩm này là phân phối chính hãng tại FG Shop. Từ ngày 1 đến 17 tháng 11 thì các bạn mua Lenovo Yoga Book sẽ được trả góp 0% lãi suất hoặc phiếu mua hàng 700.000 đồng trừ thẳng vào giá luôn. Rồi bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn con này xem nó như thế nào nhá. Nó đã được bóc xin rất là thích. Mình tin là bạn nam nào có ao ước như vậy. Ten 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 ten. Và đây các bạn thấy là chiếc... Ủa sao nó nhỏ thế này chứ? Trông giống như một chiếc máy tính bảng vậy thưa các bạn. Chỉ to hơn cái quyển Thần Hồng Đất Việt một tí. Thật ra to hơn nhiều ấy. Mình sẽ có trong này là một cái hộp đựng sạc cũng như là cáp kết nối này. À, đây là một cái cuốn sổ để cho các bạn có thể để lên cái chiếc máy tính bảng của chúng ta để viết. Mình sẽ có tiếp theo đây mới là sách chúng ta sử dụng. Và tặng kèm quét học sim. Đây là mọi người sẽ có một chiếc bút. Và bắt buộc phải có chiếc bút này để có thể sử dụng vẽ và viết trên cái Lenovo Yoga Book ta, tương tự như là cái sản phẩm của Wacom. Đồ chất chưa. Và đối với lại cái bàn phím này chúng ta là khá độc đáo. Nó sẽ không đi kèm với bàn phím cứng mà nó sẽ là một cái bề mặt cảm ứng. Và bề mặt cảm ứng này sẽ có hai chức năng. Nó vừa có thể biến thành là bàn phím cảm ứng và vừa là nơi để các bạn có thể viết và vẽ lên trên này với chiếc bút mà chúng ta dùng. Với chiếc bút của chúng ta dùng để có thể viết lên đây. Và đây là màn hình hiển thị có kích thước là 10,1 inch độ phân giải Full HD có tấm nền IPS, cho chất lượng hiển thị rất là tốt, đẹp và trong trẻo của sản phẩm Lenovo Yoga Book. Thiết kế của chiếc là Yoga Book này thì đặc biệt nhất ở cái phần gáy của nó. Ở cái phần gáy này giúp cho nó sử dụng được 4 chức năng khác nhau. Một là các bạn có thể sử dụng nó như là một chiếc laptop bình thường mở ra như này. Hai là các bạn để ở chế độ lều, là dựng lều như này đó. Người ta đi mưa có thể che lên như thế này. Ba là các bạn sẽ biến nó thành một chiếc máy tính bảng. Và bốn đó là các bạn sẽ biến nó thành một cái cuốn sách chúng ta có thể để ra như này để thầy để viết và vẽ ở trên khu vực bàn phím cảm ứng. Cái này chúng ta sẽ được gọi là Halo Keyboard. Với Halo Keyboard này thì nó sẽ có một cái bề mặt cảm ứng đây, có thể gõ và cũng như là thao tác ở trên này khá là hay. Ở bên cạnh phải là mọi người sẽ có phím tăng giảm âm lượng, jack cắm tai nghe 3.5, phím nguồn và loa ngoài. Ở bên cạnh trái sẽ có cặp loa thứ hai. Và nó sử dụng có một cái điều rất đặc biệt, các bạn biết là gì không? Sử dụng sạc là cổng micro USB. Và bên cạnh đấy chúng ta sẽ có khay đựng SIM và cũng như là cổng ra mini HDMI. Ở bên dưới của nó thì sẽ không có cổng tản nhiệt hay bất kỳ một cái gì đó. Vì vậy nên đây là một sản phẩm không phải tập trung để giao dòng chơi game. Nó sẽ sử dụng 4GB RAM và... Oh my chúa, unbelievable! Khởi động lên là nó chạy Android. Và các bạn sẽ thấy rằng ở trên thị trường bây giờ sẽ có hai phiên bản này các bạn lựa chọn. Một là phiên bản chạy hệ điều hành Windows 10 Home. Và hai là các bạn sẽ có một cái phiên bản chạy hệ điều hành Android. Thì tùy theo mọi người, kiểu muốn các bạn thích Android đơn giản sử dụng như một chiếc máy tính bảng. Còn nếu các bạn muốn sử dụng như một chiếc laptop thì các bạn có thể lựa chọn phiên bản chạy Windows. Về thiết kế, trọng lượng các thứ là không khác biệt. Cái sản phẩm này thì nó mỏng và cũng như là cái trọng lượng tương đương với một cuốn sổ tay. Vì vậy nên nó gọi là Yoga Book, là một cuốn sách để các bạn có thể mang theo là rất là dễ dàng. Và bên cạnh đấy thì cái thiết bị này có một cái điểm yếu là khi bạn muốn mở, các bạn phải mở bằng cả hai tay. Vì nó mỏng, nó sát quá, cái nam châm này hút rất là chặt. Các bạn muốn mở phải dùng hai tay này, nếu mà một tay thì không thể mở được. Và bản lề của nó rất là vững. Bạn thấy là khi mà mình cầm máy đây, bản lề mình cứ rung lắc thì nó không bị giật cái màn hình liên tục. Bây giờ mình sẽ nói về việc sử dụng của nó như thế nào. Cái điểm hấp dẫn nhất của cái chiếc Yoga Book và ấn tượng trong năm vừa rồi đó chính là việc nó sử dụng một cái bàn phím gọi là Halo Keyboard. Ở trên góc của bàn phím sẽ có một cái công tắc để các bạn có thể bật tắt sử dụng cái bàn phím hoặc là sử dụng bút. Và đây nếu các bạn gõ lên y như trong những cái bộ phim viễn tưởng của Amen, bàn phím xuất hiện lên trông rất là ảo diệu và có đầy đủ những chức năng phím tắt Escape này, F1, F2, F3, F4, F5, AND, F4. Có phím Home, có Control, AND. Và cảm giác khi mình gõ các cái phím này nó khá là hay. Một là các phím có kích thước lớn và được bố trí tương tự như một bàn phím cơ bình thường. Hai là một số phím nó làm to hơn, ví dụ như là phím Backspace thì sẽ được làm to. Và ba là nó cũng có cái phần trackpad để các bạn có thể dê và vuốt. Rất là hay, nói chung là cảm giác nó khác bọt lắm. Mình chưa từng dùng một cái sản phẩm nào nó như thế này. Tuy nhiên khi mà các bạn gõ thì sẽ xuất hiện vấn đề. Một, bàn phím này là bàn phím cảm ứng, nó sẽ có rung nhẹ khi bạn gõ. Nhưng tất nhiên nó không có cảm giác thật để các bạn có thể gõ nhanh. Trừ khi bạn nào ôm lấy con này một năm trời thì mình nghĩ cho các bạn lúc đấy sẽ gõ nhanh hơn. Hai là đối với loại bàn phím này thì có lẽ là khi mà các bạn sử dụng một cách liên tục thì có thể tạo cho chúng ta cảm giác là tay không được thoải mái. Chúng ta sẽ không chịu nghỉ để tì tay. Vì bàn phím này của chúng ta thì được cùng với chiếc máy tính bảng chỉ có là 10,1 inch. Và vì vậy nên mà nó sẽ không quá lớn để tay có thể tì lên làm việc thoải mái như những chiếc laptop bình thường.
Và bây giờ mình sẽ chuyển sang đó là chế độ bút. Để sử dụng thì các bạn sẽ sử dụng cái cuốn sổ đi kèm ở đây. Cuốn sổ này các bạn có thể xé một tờ giấy ra, sau đó các bạn đặt lên bên trên bề mặt cảm ứng. Và từ đây chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng chiếc bút là gọi là real pen để ta thể viết và vẽ. Thế thì tại sao phải dùng cái cuốn sổ này? Vì ở trên cuốn sổ sẽ có những cái chấm nhỏ li ti như kiểu là những cái ô kẻ để các bạn thể viết trên cái cuốn vở ghi học bình thường chúng ta. Và khi các bạn viết thì mình có thể khẳng định một câu là bút S Pen tuổi tôm thì có thể so sánh với lại real pen. Chữ real này là thật, và khi các bạn viết các bạn thấy nó thật kinh khủng khiếp. Vì một, đầu bút của nó được làm tương tự như với đầu bút bi chúng ta viết hàng ngày. Hai là các bạn đang viết trên một bề mặt cuốn giấy bình thường, dẫn đến việc các bạn viết rất là thật và cực kỳ là đã. Khi mà mình viết ở trên này nó sướng lắm, cảm giác nó phê đừng hỏi luôn. Và thực sự là mình nghĩ là đây là cái sản phẩm đầu tiên cho mình cảm giác viết và vẽ nó lại đã như thế này. Và có thể nói một điều rằng các bạn thấy là những cái bức tranh hay những hình ảnh mình vẽ lên như này, thực ra mình thuê một bạn khác vẽ cho nó thật, nhưng mình vẽ lên thì toàn ra những ba cái hình lăng nhăng. Thì nó rất đẹp, và đây là một sản phẩm dành cho bạn nào cần pin khỏe. Với sản phẩm này theo Lenovo nói là sử dụng được 15 tiếng, và khi mà chúng ta sạc pin thì sử dụng sạc qua đêm khoảng 5 đến 6 tiếng là sẽ đầy pin, và nó sẽ có một cái thời lượng pin khỏe này, dành cho bạn nào thường xuyên phải sử dụng các cái sản phẩm liên quan đến vẽ thì cực kỳ là tiện lợi. Và đấy là một cái bài mà hồi vừa chia sẻ các bạn về sản phẩm rất là độc đáo này của Lenovo. Lưu ý nó có hai phiên bản và được đăng bán chính hãng tại FPT Shop. Từ ngày 1 đến 17 tháng 11 thì các bạn mua Lenovo Yoga Book sẽ được trả góp 0% lãi suất, hoặc phiếu mua hàng 700.000 đồng trừ thẳng vào giá luôn. Thì cụ thể mình sẽ cho ở phần mô tả video để mọi người có thể tham khảo thêm. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau. Ở đây không biết có ai thích vẽ không? Tôi sẽ vẽ tặng các bạn bức hội họa của tôi.